nhân viên làm sai, bây giờ làm đúng hết rồi. Lúc mà làm sai thì mình đang bán đông mình sẽ quạo. Cái gì? Mình kêu lấy cái này. Biết rồi, biết rồi. Cái nhân mà được thì mình quạo thôi chứ không nguyện đâu. Bây giờ kiểu khách khách vô ăn là thượng đế rồi. Thấy không? Lúc nào nổi tiếng nó cũng phải kèm theo chữ tài tiếng. Tự nhiên bây giờ khách nó 10 người, có 10 người thích mình, có 10 người không thích mình. Bún là lấy bình thường hay lấy sao? Hay 8 cộng bún. 10 cộng đó, bởi vậy bạn ăn bắt đầu 8 cộng bánh. À, đúng 8 cộng, lấy dư ra 10 cộng rồi cũng không được. Đúng là phải ăn nhiều hành nó mới ngon. Chứ mình ăn bình thường có nhiều tùy theo người, người ta ít ăn hành. Thì cảm nhận của mỗi người ăn ngon theo cái kiểu có hành nhiều. Nhiều đây hành đủ không? Rồi ok, vậy đi đó. Mà hành này hành hương nên bạn ăn là càng thích. Nó giòn, nó không phải như cái hành sậy mà bạn ăn nó sẽ bị hăng. Ừ, hành này nó thơm lắm, hành này. Vì bởi vậy người nổi tiếng lúc nào cũng kèm theo chữ tai tiếng. Đấy, em bé ăn mà nó mẹ, mai mốt mẹ dắt con đi ăn quán này, đừng dắt con ăn quán khác nữa nha. À, con khoái bà Quyền là mới có 4-5 tuổi thôi, làm như có sức thu hút gì á. Hãy nói chuyện cũng vui mà bán cũng vui nữa, nên là em khoái ăn của chị. Ăn mà về là không ăn món nào nha. Anh chị, ảnh đó, ảnh là anh ăn, là anh ăn một suất một rồi là anh nhịn tới ngày mai đó. Đây là cô Huyền bán bún nước. Rồi, cô Huyền bán ba đời rồi. À, ba đời. Mẹ chồng, rồi xong rồi bà chị, giờ tới chị. À, à phụ bà chị, phụ. Rồi bà chị thấy cô Huyền lẹ quá, mới kêu cô Huyền thôi mày làm luôn đi. Đó, mới là lên cô Huyền làm. Bà chị múa không có kịp. À, thấy cô Huyền lẹ đó, rồi mới kêu là cô Huyền phụ. Đúng rồi, phải lẹ. Rồi phải yêu nghề nữa. Nó mới là đi nhanh được. Chứ cái mà khách vô mà ngồi đó mình đựng từ cái là làm sao mà tiếp được mấy bạn. Không phải dễ tiếp đâu. Ở địa chỉ 38/2 Nguyễn Công Loan, phường 7, quận Phú Nhuận. Bán từ 9 rưỡi sáng, 5 giờ chiều, thứ sáu cô Quyền nghỉ hàng tuần. Hai mì, cho hai cái hộp Quyền lên cái quệ. 140 của bạn á. Ngày xưa mẹ bán là chỉ có bún không thôi, tới đời chị cũng có bún không thôi, không có lẹ như chị Quyền. Rồi xong qua tới chị Quyền, cái chị Quyền bán bún, cái bữa đó vô tình Quyền trộn mì Quyền ăn, cái khách mới nói trộn ăn thấy ngon quá, thôi trộn luôn tô đi, cái mình mới trộn tô cho khách ăn. Sao chép miệng quá vậy? Trời ơi coi kìa, ăn chưa? Ăn rồi mà vẫn còn nhìn mì nha, tất nhiên là chứng tỏ là anh nghiền mì á nha. Trời ơi, coi thấy ghét chưa nè. Trời ơi, giống bòi quá. Trời ơi, thấy ghét không? Lần sau con bé nó cứ vô ăn hoài lắm, ăn hoài mì cái khách người ta yêu cầu á, người ta nói thấy em bé ăn rồi, chị Quyền có bán mì hả? Người nói ừ. Thích thì mình là trộn chứ mình không có bán mì. Thôi chị Quyền bán luôn đi. Cái đó bắt đầu là Quyền mới vô rồi Quyền bán mì luôn á. Cho muối hai bạn trên kia như vậy. À, ngụy trang dữ lắm đó, ba lớp khăn rồi một cái lớp này nữa mà vẫn phỏng. Nước sôi này vũ mì á, vũ lẹ nó mạnh lắm, rồi cái lực của mình đi rất là lẹ nữa, bị loài bò trứng hả? Sôi một 24/24 nào không hỏi. Rồi bây giờ đây là đầy, không phải đầy đủ mà ăn bò trứng. À, bò với trứng là như vậy. Tự cảm nhận của mấy em gái thích ăn cái gì em gái đọc ra là cô Quyền mới làm. Cái đó là cái gì? Bò xay. Ừ, nè, bò nè. Ừ, còn này là bò bắp hoa. Bò tái á. À, bò tái xay á. Mỗi khẩu vị của mỗi người ta thích ăn cái gì, mình làm theo giống người ta. Nếu đó người ta vô người ta thích ăn bò với trứng thôi là mình làm bò trứng không. Còn người ta kêu đầy đủ là mình làm đầy đủ. Của chồng á.
chứ đâu phải bạn muốn để bò vô muốn làm lúc nào làm đâu. Ăn mà người ta phải cảm nhận được cái miếng bò của người ta, bò này càng ăn là càng ghiền. Gà bà số 1 luôn. Món này là của Bình Định chứ nó không có lai cái gốc nào hết trơn, gốc của nó là ngay Bình Định gốc luôn á. Ở ngoài ngoại á là mình phải ép bún, ép cái nó chạy ra giống như cái ông chỉ của bánh hỏi vậy đó, còn vô đây là mình phải gõ bún, mình là mình lấy cái hũ dừa đó mình so với đây ba cái lỗ của okay. Nó có sẵn ba con mắt rồi đó bạn, nói mình mới nông nó ra ba con mắt, mình sôi nó ra rồi mình mới gõ bún, nó chạy tăng 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 vô cái nồi nước vậy nè, rồi xong rồi mình mới là vớt nó lên nổi là mình mới vớt nó ra. Là phải mình phải gõ vô cái hũ dừa đó, rồi tôm mình phải ép ra đó, tôm là như vậy đây thấy chưa, tôm phải ép ra, tôm là mình phải lấy chỉ xong rồi ép tôm ra từng tôm quyền, phải có cái đồ mình có khuôn mình quết nha nó mới ra được như vậy. Chứ hồi đó là cô Quyền chơi, cô Quyền dít lấy cái muỗng dít dít chứ dít mỗi tay luôn, dít từ cái muỗng cô Quyền phải ép vô cái khay của nó, rồi mà cô Quyền ra từng mẹ tẹt tẹt tẹt, nó có cái con dao để vô vậy là mình sắn ra luôn. Ok, có hành không bồ, có hành không nhớ xong nhớ. Bún là lấy bình thường hay lấy sao, hay 8+4 10 cộng đó, bởi vậy bạn ăn bắt đầu 8 cộng bánh đó, đúng 8 cộng lấy dư ra 1 cộng rồi cũng không được. Thử cái bún làm nhai chứ tưởng trời, tưởng cũng chợ trời đó. Rồi lên luôn, đủ tuổi bơi. Tôm hả? Tôm là nguyên xí. Tôm ăn rồi mấy bạn mới cảm nhận được, nó pha là mấy bạn ăn vô biết liền. 7 giờ sáng, 5 giờ là đi chợ rồi lấy hành, lấy đồ về, bắt đầu là qua khâu là 7 giờ nước sôi lên làm bánh. Xong rồi tới làm tôm rồi tới làm bò rồi xong rồi dắt hành rồi lên bán. Giản được, dễ lượm lai. Khi mà sắc hành này á, cái người mà không biết sắc vô cầm dao sắc là say cay. Mà cô Quyền cầm dao đưa người ta cắt là người ta không bao giờ cay. Đúng là phải ăn nhiều hành nó mới ngon, chứ mình ăn bình thường là có nhiều tùy theo người, người ta ít ăn hành. Thì cảm nhận của mỗi người ăn ngon theo cái kiểu có hành nhiều. Rồi có người ăn, mà hành này hành hương nên bạn ăn là càng thích. Nó giòn, nó không phải như cái hành sậy mà bạn ăn nó sẽ bị hăng. Hành này nó thơm lắm, hành này hành. Nhìn vậy không phải đơn giản nha. Nêm sao mà vô là chuẩn khách không nêm nữa mới là hay à. Chứ không phải mà mình nêm mà vô khác nêm nữa là khác nha. Nhiều tùy người ăn lạ, người ăn mặn, người ăn dừa. Mà vô là khách không nói gì hết, mình thấy người ta không nêm, cứ như là cái chuẩn của người ta nằm ở mức đó là mình nêm y chang vậy. Muối à? Mỗi ngày mỗi làm. Mình làm vừa trộn đúng số ký của mình lên thôi. Nè, thấy không? Trộn muối vừa đúng số ký mình lên thôi, chứ mình đâu có trộn chi nhiều. Không có gì ra ngoài, chỉ có bột ngọt tiêu là ở ngoài. Bột ngọt là mình phải lấy Ajinomoto. Không, lúc nào nổi tiếng nó cũng phải kèm theo chữ tai tiếng. Tự nhiên bây giờ khách nó 10 người, có 10 người thích mình, có 10 người không thích mình. Còn 10 người thì khó chịu, 10 người dễ chịu thì nó lại khác nhau đúng không? Nhưng đâu mình đâu có cũng như làm dâu chăm họ. Khách làm sao mình chiều khách theo vậy. Nhưng mà vừa tầm thôi đừng quá mức cái mà chiều quá không được. Cũng như khách dễ thì mình tiếp theo dễ, khó tiếp theo khó. Nó đơn giản thôi. Mà khách vô đây đa số là chị Quyền á, là khách dễ lắm, vô ăn rồi khách đi về, khách hay kêu Quyền Nguyên á, dễ là mình cứ chào mình về. Lúc nhân viên làm sai, bây giờ làm đúng hết rồi. Lúc mà làm sai thì mình đang bán đông mình sẽ quạo, tại vì mình kêu lấy cái này mình làm sai ý của mình là không được, thì mình quạo thôi, chứ cô Quyền đâu bây giờ chữ khách, khách vô ăn là thượng đế rồi. Là ăn từ lúc còn xin đi học á, lớp 10 nha, bây giờ lấy chồng rồi á, 2-3 đứa con luôn rồi đó. Đó là mối nhiều lắm, khách đa khách cũ nhiều lắm, mối không, đa số là khách mối nhiều.
Còn mấy người lạ lạ mà dắt theo để quảng cáo là mới sau này thôi, là khách ta vô mà ta cũng chuộng. Cô bên Mỹ về, mấy cô kêu trời ơi Quyền ơi, chị thương em quá à. Chị ngày nào cũng coi clip em hết á. Cho nó dạ em cảm ơn chị. Chồng chị treo hình vòng trong cái phòng á, cứ ngắm em hoài. Tôi nói trời đất ơi ngắm em á, chết rồi. Không ngắm em, hình của em chụp á là treo trong cổng ảnh ấy. Nè cô này mấy em cũng như bắt cái chuyện leo phải noi gương theo là như vậy đó, phấn đấu lên vậy đó. Thế có thấy người ta không tay bằng miệng miệng hai người ta làm nè còn mấy bạn làm nè chặt chậm quá, thử tập theo từ đấy mà nó chụp được bình thường. Nó sợ chị la gì trời đất ơi, tự nhiên chụp hình mà sợ bị la. Được hãnh diện chụp với mấy bạn thấy mòn luôn mà mấy bạn sợ la vậy, cái là chụp vì bởi vậy người nổi tiếng lúc nào cũng kèm theo chữ tai tiếng. Em bé ăn mà một mẹ mai mốt mẹ dắt con đi ăn quán này, đừng dắt con ăn quán khác nữa nha. À, con phái bà Quyền là mới có 4-5 tuổi là như có sức thu hút gì á, phải nói chuyện cũng vui mà bán cũng vui nữa, nên là em khoái ăn của chị. Ăn mà về nó không ăn món nào nha anh chị. Ảnh đó ảnh là anh ăn là anh ăn một suất một rồi là anh nhịn tới ngày mai đó. Ờ con trai á mà ăn hay ghê á, ăn một suất nhịn tới ngày mai không ăn nữa. À, giống như ăn kiêng vậy. À. Đúng rồi, ăn thêm là mình bỏ vô chả bò. Ừ, chả bò là chả lò làm bò nè. Không quan trọng là rồi ăn mình vô tới miệng của khách ăn cảm nhận được ok rồi thì mình mới lấy được lòng của khách, chứ vô mà mình tiếp người ta không vừa ý là phiền lắm á. Thế em nghe đũa trong đũa muỗng mình gớt cái kẽn cái là ở đây là Quyền đang bán vẫn tiếp đông nha, nhưng mà vẫn nói mấy em chạy tài ông tổng là muỗng đũa đâu gớt là phải cho vô á, để mấy bạn ăn mấy bạn vô mấy bạn quan sát thử coi. Chị Quyền hay có mấy cái pha đó. Ừ, quan sát với mấy em tổng á.